vâng em chào các bác, nay em đang dọn kho nhé, đây, em đang dọn kho đây, kho giá kệ rất là nhiều nhưng mà nó đã chống rất là nhiều rồi, này thì có một ít các cái thớt mà nói chung là trong quá trình bắp hàng ra thì thấy nó đang bị vỡ nứt là gì đấy thì là bên em vẫn đang để qua một chỗ để bán thanh lý dần, đây. cho các anh em thợ về lấy đồ chính xác thì là cái này bán xác lấy đồ, bán xác các bác về lấy đồ vì các này nhiều bác cũng là, là cũng cũng cần những cái những cái con này đấy. nó thật ra là cũng cần bởi vì đôi khi là có những cái con về nó à nó rất là đẹp hàng rất là đẹp nhưng mà vì một lý do gì đấy nó bị chết một vài con linh kiện đấy. mà ở Việt Nam mình không thể mua nổi để thay đấy thì đôi khi các bác rất cần những cái con máy như thế này đấy. để về lấy linh kiện như thì là em hôm nay em có một ít các cái máy này em bán thanh lý xác cho các bác các bác về các bác dã dạ xác các bằng linh kiện nhé đấy đây thì đây có đây là có đầu tiên là một cái con máy của Victor này con này ở đằng trước mặt đây được có một cái mặt đĩa nó một cái mặt cái cửa đĩa mặt 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 màn hình nhưng mà nó mất rồi nó rụng mất đâu rồi này, nó về đúng tình trạng như này đây thì em bán thanh lý các bác về lấy đồ nhé thì cái này nó rụng mặt thế này rồi thì em cũng chả muốn cấm điện kiểm tra làm gì cả xác định nó như thế này rồi thì có bán cũng chẳng cũng 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 cũng, chả bác nào mà bán lại mang về dùng làm gì cả đấy thì có về anh em thợ lấy về lấy linh kiện thôi chứ còn đấy con này là con Victor nhà UXF 3 F70 MD nhá UXF 70 MD thì bác nào uh, có những con như thế này mà đang hỏng thì có thể mua con này về lấy linh kiện để sửa nhá UXF 70 MD thì con này là giá em bán xác là 70 nghìn nhá bác nào mua liên hệ cho bên em nhé đấy, tiếp bên này một con Sony này đấy, con này thì nó bị vỡ cái phần nhựa đây vỡ tung hết Cả cái mặt đây nó cũng có vẻ như nó bị sứt một số chỗ, chỗ. Đấy, đây cửa đĩa thì hiện tại đang đứt dây cura rồi nên là vẫn cứ kéo ra cái bà được như bình thường nhé xong đi nhé đằng sau đây thì được cắt dây là em cũng chưa muốn cho con thử nhìn chung là mặt nó cũng vỡ đấy rồi cũng chả thử làm gì cả đấy con này là con Sony mã là con HCDM10 con đang có cổng quang luôn các bác về lấy các cái main mạch các bác thay thế những con nó nó bị hỏng nhá. Đấy. 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 thì con này nó có cổng quang thì các bác cứ cho em xin thêm một tí nhá là 80.000đ 80 nhá. 80.000đ kết thật này cái con Sony này nhá. con Sony là 80 000 Đấy thì cái này em cũng không nhớ mã đâu nên là bác nào ai ai ấy thì là 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 uh, chụp ảnh lại cho em cái nhá, xong rồi nhớ luôn cho em cái giá luôn hộ em với con Victor này 70 000 này con này là 80.000 này đấy các bác chụp ảnh lại sau đó là là là, là, là gửi Zalo cho em nhá này, thì em uh, kiểm tra còn này hết em bảo này, đây ở đây là một con bm77 md đây này. này con này thì nó bị mất cái cửa cd này, mất cửa cd này, mất cái cửa cd này ở đằng trước có, có một cái nắp đậy mà nó mất rồi này về mất cái núm volume này thì em bán là về các bác lấy xác lấy linh kiện nhé con này có khi cắm vẫn chạy đấy thì các chạy mà chẳng qua là mũi có thể là nó xấu thì bỏ lại bỏ xó đi thôi đấy, nhé đấy. đấy. các cái chân trước vẫn còn đủ này nhiều khi nhiều khi có những bác về là chỉ bị gãy cái, cái chân này mà không làm thế nào được nhưng mà đây các cái này về này đôi khi là đi mua không bao giờ có chỉ có từ những cái con máy này để dã xác này thì có thôi đây là đôi khi những cầu này cũng rất là quan trọng Đấy muốn có cái cầu này thì lại phải có những con máy này. Đấy, mấy hay máy máy xác như này. Đấy nhá. Đấy. Con này có cả cổng sao cạc USB này, Đấy, cổng BMD để cắm uh, để tính điện thoại này. Đấy hai cổ tiếng này, cũng có hai cổ tiếng này. Panasonic nhá. Đấy. Panasonic BM17MD. Đấy. Đấy. con uh, con này nhá, con này thì là cũng là 70 000 nghìn Ai bác nào mua thì bên em nhá. Đấy và đây là một cái thớt tuner của con uh, Sony Mã là con MD99 này, phục vụ bác nào mà đang bị thiếu thất tuner nhá. Thất tuner là rất quan trọng đấy, thất tuner là rất quan trọng. Vì là cái âm ly của các bọn MD99 mà muốn mở được cái nguồn thì nó lại nằm ở trên đây chứ nó không nằm ở trên mặt âm ly. nên mà nếu không có con âm ly không có con tuner này thì là chịu chết không mở được nguồn đúng không ạ? Nếu chẳng may tuner hỏng là chịu. ai các bạn nhìn này, tu tuner của Sony nha. Đây các bạn nhìn, các bác nhìn chỗ on standby ở đây không? thì trên âm nó không có cái này mà muốn mở nguồn thì phải bật cái này để mới mở được nguồn đấy nên rất là cần những cái thớt này nhá đấy và đôi khi là có những cái thớt này chẳng may về nó vỡ nó hỏng đấy thì lấy đâu linh kiện thay thì lấy trừ những con này nhé con này thì đây con này là thớt của nó là còn đẹp luôn nhé cái thớt này thì là em về về nhiều khi em về nô nó hay hay có thi thoảng nó rơi rớt một vài cái thớt này vào ấy đấy các thớt nẻ đấy bọn này nó dùng cắp bẹ này, này đấy nên là nó sẽ truyền tín hiệu lẫn lẫn nhau nếu mà thiếu một cái thớt nào đấy, nó không nên tiếng là chuyện bình thường đấy, nên phải có cái thớt này nhá con ms 99 này của md nhá à, con ms 99 này chính là cái con tuner của bọn md 99 của sony đấy. thì uh, sẽ có nhiều bác cần con này để về là, là, là phục hồi cái con md 99 ở nhà đang bị hỏng nỗi nhá đấy. và đôi khi có khi cái thớt này về cắm một phát là được luôn cơ nhưng mà cái thớt này thì hiện tại là em không có các cái thớt mi khác thì em cũng không test được xem nó sống chết như nào Đấy. Cấm điện thì không biết là nó có nên không Đây Ở đây có cái cục 100V này Không biết cắm được không ấy. Bởi vì cái bọn này nó chạy Cấp bệ mà nó liên kết với nhau cơ Đấy. Cấm nếu có nên được thì ngon không thì thôi nhá Đấy. Em gọi là thử thêm cho các bác tí thôi cái này em bán em bán tủ mù vì em cũng đâu có đồ để thử đâu Đấy. nhưng mà thôi thì em cứ test này, thử nhá À, có nguồn các bác này nguồn vẫn có này nhưng mà sẽ không bật được nguồn nhá không bật được nguồn nó sẽ có nguồn vào nó báo nguồn vào này nhưng mà không bật được nguồn bởi vì là cái này nó còn liên quan đến cái thớt nó, âm đi các thứ nữa nó mới đây được nguồn cơ đấy. đấy nhá vẫn có nguồn điện vào nhá đấy như con như vậy là con tuner vẫn sống luôn đấy đấy nhá nhưng mà thôi cũng chả có thớt đấy ở đây em bán thanh lý nhá 300 trăm ba trăm cái thớt tuner này đấy. bác nào mua nên cho bên em nhá để bỏ ra 300 để cứu cả một bộ dàn mới lên 99 là 7 8 triệu thì thì có gì phải nghĩ đúng không? Ok nhá. Em chào các bác và xin hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo bên em.